Bong bóng tức là hiện tượng đầu cơ diễn ra phổ biến và giá cả vượt quá xa mức hợp lý của nó. Và sau đây là một góc nhìn thực tế về bong bóng đầu tư từ lý thuyết kẻ ngốc hơn. Happy Life xin chào các bạn. Bong bóng gồm nhiều thể loại: bong bóng tài chính, bong bóng kinh tế, bong bóng chứng khoán, bong bóng bất động sản, bong bóng vàng, bong bóng nông sản. Và sau đây là một số ví dụ. Đó là bong bóng hoa tulip năm 1636, bong bóng chứng khoán năm 1929, bong bóng dotcom 1999 đến 2000, bong bóng chứng khoán Việt Nam 2006-2007, bong bóng bất động sản Việt Nam 2007-2008 và bong bóng chứng khoán Trung Quốc 2015. Khi xảy ra bong bóng, giá cả của hàng hóa tăng trưởng rất nhanh. Khi đó, truyền thông càng nhảy vào, càng ầm ĩ. Nó là một chàng trai nghèo tạo BMW, mua đất vàng đất kim cương tại Hà Nội, triệu phú tỷ phú thế giới nhờ đầu tư XYZ. Giữa uy tín tài chính, nhà nước hô hào kinh tế phát triển tốt, thành con rồng mới và càng kích thích lượng người chơi mới tham gia vào để kiếm lời. Những nhà đầu tư cũ lúc đầu sẽ dè chừng, nhưng sau khi kiếm được tiền gấp rưỡi, gấp đôi thì tái đầu tư, thậm chí có thể bơm thêm tiền vào nữa. Khi đó khiến cho giá hàng hóa, cổ phiếu lại tăng nhanh chóng. Hãy thử tưởng tượng, khi nhắm mắt lại bạn chỉ đang có 1 đến 2 tỷ đồng, nhưng khi mỗi ngày bạn mở mắt ra, bạn lại có thêm 200 triệu, bạn sẽ như thế nào? Rồi bạn sẽ kiếm được 500 triệu, 5 tỷ. Khi đó, rất nhiều nhà đầu tư mất ý thức rằng bong bóng đã xuất hiện. Nếu dửng dưng đứng ngoài, bạn sẽ thấy họ điên cuồng như con thú hoang. Nhưng nếu bạn là một thành phần trong đó, bạn sẽ luôn tin tưởng rằng mình là người tỉnh táo và biết trước cơ hội. Chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi mong muốn làm giàu nhanh, đổi đời. Ngoài ra cũng bởi lòng ghen tị, thấy người ta có khoai ăn cũng vác mai đi đào. Đó cũng chính là mảnh đất màu mỡ cho lý thuyết của những kẻ ngốc hơn xuất hiện. Nhiều người chơi coi nhận định rằng nó trước sau gì cũng vỡ, thậm chí về zero, về không. Thế mà họ vẫn đổ tiền vào. Rõ ràng ở đây ý thức và hành động mâu thuẫn nhau. Bởi đơn giản trong thâm tâm, họ tin rằng mình sẽ rút chân ra đúng lúc trước khi mọi thứ sụp đổ. Ý tưởng nhân đôi, nhân ba hay thậm chí nhân 10 tài sản trong thời gian ngắn và đặt nụ hôn tạm biệt lên cái bong bóng trước khi nổ thật sự rất sướng. Với định hình tâm lý như vậy, nhiều người sẵn sàng mua một tài sản giá rất cao với hy vọng sẽ bán được cho một người khác với giá cao hơn nhiều. Đó chính là những kẻ ngốc hơn. Trò chơi này giống kiểu truyền than nóng, bong bóng sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi gặp kẻ ngốc cuối cùng. Đó chính là kẻ ngốc nhất. Ở Việt Nam còn được ví von là kẻ ngồi trên đọt hay kẻ đu đỉnh. Ví dụ, vào năm 1999 ở Mỹ, ngoại trừ công chúng yếu kiến thức về tài chính, ngay cả những người có nhiều kiến thức cũng không thể thoát khỏi nó. Thực tế, hầu như các nhà quản lý quỹ đều biết thị trường đang được định giá quá cao, nhưng họ không thể dừng lại. Bởi lẽ, thứ nhất, hệ thống tài chính mà họ tham gia khiến họ không thể rút chân ra. Thứ hai, sức ép của tâm lý thắng thua. Điều gì xảy ra khi nhà nhà người người ăn bằng lần và bạn ngồi ngoài? Bạn có đủ bản lĩnh để cổ đông của bạn rút tiền và đầu tư vào quỹ khác hay không? Dừng giai đoạn này đồng nghĩa với việc người khác nghĩ bạn là kẻ thất bại. Warren Buffett năm 1999 bị đông đảo giới tài chính và công chúng gọi là hết đát, hết hạn sử dụng hay kẻ lỗi thời khi ông nói không với dotcom. Thứ ba, nhiều người trong số họ ảo tưởng rằng mình sẽ nhanh chân hơn đám đông để thoát khỏi cuộc chơi trước khi mọi thứ sụp đổ. Và đây là phạm trù tâm lý của kẻ ngốc hơn. Nghiên cứu về tâm lý học, con người thường nghĩ mình thông minh hơn người khác. Một mảnh đất màu mỡ cho kẻ ngốc hơn xuất hiện. 75% giáo viên nghĩ mình thuộc top 25% người dạy giỏi nhất. 19% người Mỹ nghĩ rằng mình thuộc top 1% giàu nhất nước Mỹ. Hầu hết nhà đầu tư chứng khoán nghĩ rằng mình kiếm được tiền từ nó, dù thực tế có đến 90-95% nhà đầu tư thua lỗ. Để đánh giá về sự tự tin thái quá, người ta nghiên cứu về hiệu ứng tốt hơn mức trung bình. Nghiên cứu của James Montier năm 2006 nhận thấy gần như 100% nhóm quản lý tài chính được khảo sát tin rằng hiệu suất công việc của họ là trung bình hoặc tốt hơn. 74% đánh giá là tốt hơn. Nếu ai cũng tốt hơn, vậy ai tệ hơn? Nghiên cứu của Odin năm 1998 chứng minh rằng nhà đầu tư quá tự tin rằng họ giỏi hơn so với những người khác về khả năng chọn cổ phiếu tốt nhất, thời gian gia nhập và thoát ra khỏi thị trường, thì kết quả của những nhà đầu tư đó lại thấp hơn so với thị trường. Thực ra chính tâm lý tôi thông minh hơn hay sự tự tin thái quá và tôi sẽ tìm được kẻ ngốc hơn chính là thủ phạm khiến đa số nhà đầu tư thua lỗ. Ngoài việc thiếu kiến thức khoa học, chính niềm tin được kẻ ngốc hơn sẽ khiến cho nhà đầu tư tham gia và tạo nên con sốt bong bóng. Khi bong bóng đổ vỡ thì dường như những nhà đầu tư tin rằng mình thông minh hơn, thoát ra đúng lúc chỉ biết cầu hòa là may mắn lắm rồi. Nhìn lại bong bóng chứng khoán Việt Nam năm 2007, từ tháng 11 năm 2006 cho đến tháng 1 năm 2007, VN Index đã bùng nổ gấp đôi. Một cái Tết năm đó rất rộn ràng, ai cũng có thể khoe chiến tích kiếm tiền đáng nể của mình. Theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, dù sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE lúc đó chỉ có khoảng 107 mã, thị
thị trường đang có 17 cổ phiếu, tương đương với 16%, có PE lớn hơn 43,24 lần. 46 cổ phiếu chiếm 43%, có PE lớn hơn 20 lần. Trong nhóm 17 cổ phiếu này, có 7 cổ phiếu có mức PE lên tới 70 lần là PVD, CII, KDC, VIP, FPT, BTC và HBC. Bây giờ nhìn lại mới thấy năm 2007, thị trường chứng khoán Việt Nam lúc đó quá điên rồ. Nhưng vào thời điểm đó, những người bình thường mới là kẻ điên. Còn những người điên kiếm được tiền trên thị trường mới là người bình thường. Dù VN Index xác lập đỉnh cao lịch sử ở mức 1.170 điểm, nhưng VN Index vẫn đủng đỉnh đi lên đến tận 8 tháng đến tháng 11 mới có sự sụt giảm rõ ràng. Và giảm đến đáy còn 236 điểm, tương đương với giảm 80%. Hàng loạt cổ phiếu nằm sàn liên tục, bán cũng chẳng ai mua, nhiều mã giảm tới 90-95%. Nhiều nhà đầu tư không có kiến thức khoa học đã phải trả giá, thua lỗ nặng nề. Lưu ý, khi cổ phiếu giảm 80% thì phải tăng 400% mới hoàn vốn. Vậy bạn phải chờ tới bao giờ? Làm sao để ta không bị cuốn vào bong bóng? Xin mượn lời của Warren Buffett vào thời điểm 2010 để chốt lại video này. Một người thầy cũ của tôi, Ben Graham, vào khoảng 50 năm trước đã nói một điều khiến tôi chợt nhớ đến tận bây giờ và ngày càng thấy đúng. Ông ấy nói, con sẽ gặp nhiều rắc rối hơn khi đầu tư dựa trên một giả thiết có lý so với một giả thiết phi lý. Khi thị trường đi lên, ai cũng là chuyên gia, nhưng khi thị trường đi xuống mới biết ai đang tắm chuồng. Để tìm hiểu thêm những yếu tố hình thành nên bong bóng thị trường, bạn có thể đọc cuốn sách Lạc quan tếu Irrational Exuberance của giáo sư kinh tế Robert Shriller, từng đoạt giải Nobel Kinh tế về định giá tài sản. Cuốn sách này đã được Happy Life phát hành trên toàn quốc. Nếu video này hữu ích với bạn, hãy nhấn vào nút like và comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Chia sẻ video này tới những người mà bạn nghĩ là họ cần. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để xem thêm những video mới nhất về đầu tư, về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.